Chào mừng các bạn đến với bản tin giờ chót ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Tuyền Văn Hóa. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật tin tức mới nhất về thế giới bóng đá. Và bây giờ là những tin chính. Cựu huấn luyện viên Real: Ronaldo không phải là thiên tài. Fabio Capello, cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh và câu lạc bộ Real Madrid đang gây tranh cãi khi đặt những cái tên khác lên trên ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo về sự xuất sắc trong lòng bóng đá thế giới. Nhắc tới Ronaldo là phải nhắc tới Messi và ngược lại. Phong cách thi đấu khác nhau, cá tính cũng khác nhau. Song điểm chung của bộ đôi ngôi sao nổi tiếng là họ đã tạo nên một cặp đối đầu thuộc dạng kỳ phùng địch thủ trong làng bóng đá thế giới. Cả hai đã trải qua 9 mùa giải đỉnh cao trong sự nghiệp, với việc thường xuyên chạm mặt nhau khi chơi ở những câu lạc bộ kình địch Barca và Real Madrid. Tầm ảnh hưởng của hai biểu tượng của bóng đá đương đại còn được thể hiện rõ nét với việc họ đoạt tới 13 danh hiệu của bóng vàng. Trong khi Messi, ngôi sao của Inter Miami, đoạt 8 danh hiệu của bóng vàng, thì con số đó với Ronaldo, tiền đạo khoác áo Al Nassr, là 5. Và cả Messi lẫn Cristiano Ronaldo mới đây lại đang là tâm điểm chú ý của giới truyền thông khi Fabio Capello, cựu huấn luyện viên Real Madrid, đưa ra nhận xét về sự xuất sắc của hai người. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, chiến lược gia nổi tiếng người Italia đã khen ngợi Ronaldo, tiền đạo đang khoác áo Al Nassr, nhưng nhấn mạnh rằng Ronaldo còn xếp sau Messi hay Ronaldo béo về sự xuất sắc. Cristiano Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời. Ronaldo đã giành được 5 danh hiệu của bóng vàng, nhưng anh ta không xuất sắc bằng Messi. Cristiano Ronaldo là một tay săn bàn cừ khôi và biết cách làm mọi thứ, nhưng anh ta không phải là thiên tài. Tôi đã gặp Messi ở giải đấu Juan Gamper Trophy, và ở ngay phút thứ 20 của trận đấu, tôi tìm Rijkaard, lúc đó là huấn luyện viên Barcelona, và đề nghị Rijkaard cho tôi mượn Messi trong mùa giải. Messi thực sự là một thiên tài. Messi, Pele và Maradona, họ là những thiên tài, và có một người cũng xứng đáng được coi là thiên tài, đó là cựu tiền đạo người Brazil, Ronaldo. Capello, người từng hai lần dẫn dắt Real nhưng chưa bao giờ làm việc cùng Ronaldo, khẳng định. Thiago Silva có câu lạc bộ mới. Trung vệ lão tướng Thiago Silva sẽ chia tay Chelsea theo dạng tự do ở hè này, và anh cũng đã đạt thỏa thuận về khoác áo câu lạc bộ Fluminense ở quê nhà Brazil. Thông tin này được tờ Goal hé lộ. Khi đó, Silva sẽ ký hợp đồng với Fluminense theo dạng miễn phí sau khi giao kèo hiện tại của anh với Chelsea đáo hạn vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Như vậy, hành trình của trung vệ 39 tuổi với The Blues sẽ khép lại sau 4 mùa giải. Silva gia nhập Chelsea theo dạng tự do vào mùa hè 2020 sau khi anh chia tay Paris Saint-Germain. Ban đầu, ai cũng nghĩ đây chỉ là màn hợp đồng mang tính chữa cháy và không mang đến quá nhiều giá trị cho The Blues. Thế nhưng, Silva lại tỏa sáng rực rỡ, đóng vai trò quan trọng cho thành công của Chelsea ở mùa 2020-2021 với đỉnh cao là chức vô địch Champions League. Sau đó, Silva còn là nhân tố chủ chốt giúp Chelsea vô địch siêu cúp châu 2021 và FIFA Club World Cup cùng năm đó. Ngoài ra, trung vệ người Brazil còn có 2 lần vào chung kết Cúp Liên đoàn và 1 lần vào chung kết FA Cup, song đáng tiếc đều chỉ về nhì. Dẫu vậy, Silva vẫn được đánh giá là một trong những bản hợp đồng miễn phí hiệu quả nhất trong lịch sử Chelsea. Cho đến nay, Silva đã có 150 lần khoác áo Chelsea, đóng góp 9 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo. Sau thất bại 0-1 của The Blues trước Man City tại bán kết FA Cup vừa qua, Silva đã bật khóc và đó cũng là trận đấu cuối cùng của cầu thủ này cùng câu lạc bộ. Trong quá khứ, Silva từng có 3 lần khoác áo Fluminense và đây chính là bệ phóng đưa tên tuổi của anh bay cao. Năm 2009, Silva rời Fluminense gia nhập AC Milan với giá 10 triệu euro. Kể từ đây, một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới ra đời và kéo dài cho đến tận ngày nay. Kai Havertz chế giễu Chelsea. Phút 57 trên sân Emirates, Kai Havertz làm tung mảnh lưới của Diody Petrovic của Chelsea, nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal. Tiền đạo người Đức sau đó thực hiện động tác ăn mừng quen thuộc, anh vẫy hai tay, lè lưỡi. Nhiều người cho rằng hành động của cựu sao Bayer Leverkusen mang ý nghĩa chế giễu đội bóng cũ. Havertz cũng hoàn tất ngày thi đấu tốt của mình bằng việc lập cú đúp ở phút 65. Trận này, Arsenal đè bẹp Chelsea với tỷ số 5-0. Trên mạng xã hội, người dùng gọi Havertz là kẻ ghét bỏ Chelsea nhất sau cú đúp cũng như màn ăn mừng bàn thắng. Một tài khoản được cho là thuộc cổ động viên của Arsenal cảm ơn Chelsea vì đã nhả cựu sao Bayer Leverkusen cho họ. Người khác gọi tiền đạo người Đức là món quà Chelsea tặng Arsenal hè qua. Trên trang Twitter chính thức, Chelsea thậm chí không ghi tên Havertz khi tiền đạo 24 tuổi ghi bàn. Điều này tiếp tục trở thành chủ đề để fan Arsenal trêu chọc đội bóng cùng thành phố. Khi nào họ mới ghi tên Kai vậy? Hay Chelsea không biết đánh vần tên của King Kai sao? Là những bình luận dễ bắt gặp của người mộ pháo thủ. Mùa 2023-2024, Havertz bay cao cùng với Arsenal. 10 trận đấu vừa qua, số 29 ghi 7 bàn và có 4 kiến tạo. Hai pha lập công trên sân của Emirates cũng góp phần vào trận cầu thăng hoa của Arsenal khi nhấn chìm gã hàng xóm. Chiến thắng trong trận đấu bù vòng 29 Premier League giúp đoàn quân của Mikel Arteta sẽ chắc ngôi đầu với 77 điểm, hơn Liverpool và Man City lần lượt là 3 và 4 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 1 và 2 trận. Đồng thời, với việc thắng đậm Chelsea, pháo thủ vừa tạo nên khoảng cách về mặt hiệu số, gây thêm sức ép với Liverpool và Man City trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League.
Real Madrid tố ngược Barca. Hai ngày trôi qua kể từ sau trận Barcelona thua Real Madrid 2-3 tại vòng 32 La Liga. Tuy nhiên, El Clasico cuối tuần qua vẫn là chủ đề được truyền thông Tây Ban Nha mổ xẻ rất nhiều vào thời điểm này. Liên quan đến sự kiện gây tranh cãi nhất trận siêu kinh điển cuối tuần qua, bóng vào lưới hay chưa sau pha dứt điểm của Jamal ở phút 28. Real Madrid TV vừa trình chiếu một chương trình nói về tình huống này. Theo cơ quan ngôn luận của Real Madrid, bóng đã vào lưới sau cú đá của Jamal, nhưng đây là bàn thắng không hợp lệ vì Kubasi, cầu thủ tham gia vào tình huống này, đã rơi vào thế việt vị. Ngoài ra, Real Madrid TV còn tấn công ngược lại Barcelona. Theo kênh truyền hình của đội chủ sân Bernabeu, Barca đáng ra không được công nhận bàn thắng của Christensen. Real Madrid TV cho rằng tuyển thủ Đan Mạch đã phạm lỗi với Toni Kroos khi nhảy lên đánh đầu mở tỷ số El Clasico. Real Madrid TV phản pháo bởi nhiều video clip và phân tích El Clasico cho thấy bóng đã đi qua vạch vôi ở pha dứt điểm của Jamal. Vì La Liga không áp dụng công nghệ goal line nên trọng tài không thể xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa vào thời điểm trận đấu diễn ra. Theo tờ Marca, đây là tranh cãi lớn nhất trong bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và bóng đá thế giới nói chung cho năm 2024. Về phía Barcelona, chủ tịch Juan Laporta tuyên bố có thể yêu cầu đá lại El Clasico nếu bàn thắng của Jamal hợp lệ. Theo đài phát thanh Cadena C của Tây Ban Nha, ông Laporta đang cân nhắc nộp đơn khiếu nại để tái đấu trận siêu kinh điển. Barcelona dựa vào một tiền lệ ở giải vô địch quốc gia Bỉ để đề nghị La Liga tổ chức lại El Clasico. Huyền thoại MU chơi Chelsea đá như trẻ con. Chelsea không thể tạo ra bất ngờ cho Arsenal trong trận đấu vào đêm qua. Họ sớm để Leandro Trossard trong thùng lưới ngay những phút đầu. Sau bàn thua, Chelsea chơi lúng túng. Trong hiệp 1, họ còn tạo ra một số đợt lên bóng về phía khung thành đối thủ. Nhưng tới hiệp 2, The Blue hoàn toàn sụp đổ. Những cú đúp của Kai Havertz hoàn toàn nhấn chìm The Blues. Chứng kiến Arsenal hủy diệt Chelsea với tỷ số 5-0 đầy dễ dàng, cựu danh thủ Rio Ferdinand thẳng thắn đưa ra quan điểm. Theo huyền thoại MU, Chelsea hiện không ở cùng đẳng cấp với đối thủ cùng thành phố. Rio Ferdinand cho biết, trận đấu hôm nay chẳng khác nào giữa một đội trẻ con và một đội trưởng thành. Chelsea sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng trong đội hình. Tuy nhiên, cái cách họ thi đấu hôm nay rất thiếu nhiệt huyết. Đó là điểm yếu của những cầu thủ trẻ non kinh nghiệm. Mùa này, The Blue phụ thuộc rất nhiều vào Cole Palmer. Và khi thiếu vắng cậu ấy, Chelsea hôm nay đã gặp nhiều khó khăn và gần như để Arsenal hoàn toàn áp đảo. Huấn luyện viên PSG muốn ăn bốn. Bất chấp những vấn đề ở nội bộ, PSG vẫn đã có một mùa giải ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique tiếp tục cho thấy sự vượt trội ở đấu trường Ligue 1, đồng thời điên tiền vào bán kết Champions League. Thậm chí, PSG có cơ hội giành quân 4 danh hiệu mùa này và huấn luyện viên Luis Enrique không ngại thừa nhận đây là mục tiêu của cả đội. Ông cho biết, giành 4 danh hiệu sao? Đúng là chúng tôi có thể nói về điều này và lấy đó làm động lực. Nếu có thể hoàn thành mục tiêu trên, PSG sẽ viết lại lịch sử câu lạc bộ cũng như của thành phố này. Nhưng điều quan trọng nhất không phải chúng tôi giành danh hiệu nào mà là cách chúng tôi vô địch ra sao. Trước mắt PSG còn 8 trận đấu, hy vọng tôi có thể biến con số đó thành 9 trận. Chung kết Champions League, cả đội sẽ bước vào tất cả những trận đấu đó với quyết tâm và nỗ lực tương đương. Đây là động lực để PSG tiếp tục cố gắng. Sau khi giành được cúp Pháp, PSG sẽ cố gắng để vô địch Ligue 1. Thậm chí khi đã vô địch rồi, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thi đấu với tinh thần cao nhất như một cách tôn trọng đối thủ ở những trận đấu còn lại. Trận chung kết cúp quốc gia Pháp vào ngày 25 tháng 5 tới sẽ là trận đấu đặc biệt. PSG còn nhiều việc phải làm và chúng tôi sẽ phải hết sức tập trung ở giai đoạn cuối mùa này. Trước đó, huấn luyện viên người Tây Ban Nha cũng nói rằng nếu PSG giành 4 danh hiệu mùa này, Mbappe có thể thay đổi ý định rời Paris hè này. Tuy vậy, tiền đạo người Pháp khẳng định mình quyết không thay đổi lập trường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!